À, thôi chuyển cũ qua rồi anh bây giờ mình 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 cũng phải chấp nhận với cuộc sống hiện tại và mình cũng cung cấp thông tin anh thì anh sáng anh nói nghe là, tôi là nói, nói cho nói bà, tôi nghe là tôi hay khóc khóc nhớ mẹ Hôm qua ba cũng khóc Chị là Trần Thị Kim Loan À, chị Loan là sinh năm mấy? Chị sinh năm uh, 71 À, 71 Và hiện tại là chị ở tỉnh nào? Chị ở thành phố Lê Cưu, tỉnh Gia Lai À, hôm nay chị Loan kết nối là để kiếm ai? Chị kết nối là để tìm em gái của chị À, em gái của chị tên, tên gì và sinh năm mấy chị hả? Em gái của chị là tên Trần Thị Kim Ly, sinh năm 73 À rồi, rồi hồi đó thất lạc nhau rằng sao? Thất lạc là hồi cái lúc mà năm 75 năm chạy giặt vô phú bổ di tản đó là đi với ba mẹ rồi tới một cái gần sông ba có một cái cái đám lúa đó xong rồi tới đáng nghỉ rồi ngồi đáng nghỉ ngơi là bị pháo kích là ba mẹ mất xong rồi chị với một bà chị với em ly đó là ở đó xong rồi có cái ông bạn của ba á mới dắt uh, hai chị hai chị em uh, thì tới ngoài. còn cái đứa em uh, ẩm sao hồi đó không dắt đi để lại đứa em nó thất lạc luôn. Oh, đau thương quá. Rồi ba mẹ thì mất ở tại đó. À. Ừ. Rồi uh, mấy chị em chạy thì dẫn theo đứa em đó rồi có người ẩm dùng hả? Còn cái anh đó ông đi với ba mà ông không có bị xe hết, ẩm ẩm đi ẩm ba đi á. Uh là là tới đó thì cũng ngồi nghỉ ngơi chứ mà pháo kích là ba mẹ bị thương là chết tại đó yeah. rồi ông bà ngoại là cắt khoảng một cây số vậy á cái ông đó mưa ảm dùm mà hai chị em ông chạy tới chỗ ngoại Dạ. Yeah. là ở sông bè ở phố bổn á yeah. thì chị có biết tên của ông đó không ông đó thì bây giờ không biết tên ẩn và nếu vậy đó thì chị có một cái hy vọng duy nhất là Ông biết được tên ba mẹ thì bây giờ mình đọc tên ba mẹ lên thì ông nhận diện ra, chị hát. Ba 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 tên là Trần Ngọc Hưng, mẹ tên là Huỳnh Thị Yên. Dạ yeah, Trần Ngọc Hưng. Dạ. Yeah. Rồi ba chị lúc đó là có đi lính không hay là chỉ dân dân sự thôi, dân thường thôi? Ba hồi xưa đó ba dân sự thôi chứ không có đi lính cái ba, ông bạn ba là đi hình như là mà ông đó là lính là sao đó? nghe à. người nói lại vậy đó. Dạ. Yeah. Ba tên Ngọc Trần Ngọc Hưng còn mẹ tên gì? Huỳnh Thị Yên Huỳnh Thị Yên Dạ yeah. Thương quá Vậy là ba mẹ mất tại đó luôn Đúng rồi Ba mẹ mất tại đó Dạ yeah. à, Em của chị là Là em gái ha Trần Thị Kim em Liên. Em gái ừ. Em gái Sinh năm 1973 Thì lúc đó là Người em đó mới được có 2 tuổi 2 tuổi á à? Dạ yeah. Vậy thì cái, cái lúc đó là Chị cùng chạy Trong cái đoàn người đó luôn hả chị cùng, cùng đi luôn Ba mẹ dẫn đi Thì tới đó hồi đó mình mới 4 tuổi thôi Nhưng mà mình nhớ là là à, khu đồ hộp rồi gạo sấy nó để ăn là bé mẹ bị phép tích là là lúc đó là mẹ cũng yếu rồi ấy là mẹ phải tay là mẹ nói là đi theo cái chú đó đi á thương quá trời thương thấy sót quá ha vậy là vậy là chị cũng đi theo cái cái cái, cái ông bác đó luôn à thì ông bác đó là ông mới dẫn tới ngợi Dạ yeah. Vậy rồi cuối cùng rồi đi không kịp hay sao mà chị em lại để tách nhau ra? Không biết hồi đó cái, cái chú đó không dẫn sao cả hai chị em sao ông bỏ, ông bỏ lại đứa em nhỏ chắc là ông bế không hết hay sao vậy? Ừ. Đó, vậy á. Rồi hồi đó loạn lẹt quá sao nhà mọi cũng không nghĩ tới mà không, không tới tìm đứa em không biết nữa. Dạ. Yeah. Đúng là sốc quá rồi sốc sốc thương không biết nữa Đúng đó, trẻ con lúc đó thấy thật khổ quá chị ha người dạ. lớn người lớn người lớn thì đã đành người lớn thì đã đành chạy được thì không nói trẻ con lúc đó rồi bế bế theo rồi bế cũng có có giới hạn Chứ đâu có bế được hết đâu đi đúng vậy ừ. yeah. vậy là lúc đó là chị chị đi theo ngoại hả thì hồi đó đi dẫn ngoại xong ba ba với mẹ mới tách ra đi với ừ. bạn đó yeah. tới đó tới cái chỗ cái đào nghỉ ngơi ăn ăn đồ hộp vậy và gạo sấy đó xong là bị phát kích là ba mẹ chết tại chỗ đó, đó. ông bạn mới dẫn giùm hai chị em tới bà ngoại bỏ lại đứa em nhỏ bớt hết sao? Có vậy là vậy là cái người em đó đâu có đi theo ông bác đó đâu đúng không? Cái người em đó là ở ngồi tại chỗ đó với mẹ với ba luôn chứ với chị với em ba chị chị nữa. Yeah. Đấy là ba 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 chị em với ba mẹ lại tại ngay chỗ đó luôn ăn yeah. bé cũng đi với bé thì đó cái mẹ là ba mẹ thì bị trúng đạn. Dạ. Yeah. Sau khi đó, mà bị sau khi mà ba mẹ trúng đạn đó thì là ông bác đó giận chị với một người em nữa lại cho bà ngoại đúng không? Người chị. À giận chị với người chị đó lại cho bà ngoại. Còn ừ. còn cái em ly đó cái chị ly đó là là coi như bị bơ vơ. Đúng rồi. À bị bơ vơ chứ không có theo ông bác đó đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Rồi bởi vậy thiệt và bây giờ thì chỉ có cách là à, ai thất lạc trong cái bối cảnh đó và nghi ngờ mình sinh năm 1973 lúc đó mới được 2 tuổi thì à, dạ. ai thất lạc trong cái 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 sự loạn lạc hôm đó thì bây giờ chỉ có xét nghiệm ADN thôi thì đó bây giờ ừ. chỉ có một cái chỉ có một cái nguyện vọng là vậy thôi chứ còn rồi, cả khó nó không có cái thông tin gì hết Dạ, yeah, em tưởng đâu là cái 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 chị Trần Thị Ly đó là đi theo ông bác kia nhưng mà nó không phải. Không, phải. Dạ. Yeah. Ừ. Ông bác nó dẫn chị với một người chị lại cho bà ngoại xong rồi ông bác đó cũng ừ. đi đường ông bác đó luôn chứ đâu đúng có rồi, đâu rồi. có bế nổi, không có bế nổi. Không, không bế, không bế em Ly đi đâu. Yeah. Là em Ly đang bị ở chỗ tại như chỗ mẹ đó rồi là thất lạc đó. Yeah. Rồi, em hiểu rồi. Giờ đây bây giờ có một bé gái nào mà sinh năm 1973 mà trước đây thất lạc ở chỗ phú bổn đó thì chúng ta sẽ sàng lọc và chỉ có xét nghiệm ADN thôi chứ không có cách nào khác. À, đúng rồi. Mà ừ. hồi xưa chị nghe em, những người lớn cô gì đồ nói là em bé em ly đó là nó giống chị lắm. Ừ. Dạ. Yeah rồi cái người chị của chị bây giờ còn mạnh giỏi không có hình không thì chị Được, gửi dạ yeah. rồi chị gửi cho em mấy tấm hình nha rồi em sẽ cập nhật mấy tấm hình của những người trong gia đình lên đó Ừ. chị gửi hình của chị với hình của bác chị chị yeah, hả? Yeah, đúng đúng rồi để đôi khi à, có thể nhìn cũng hao hao hoặc là này kia đó thì đó chỉ là cái xác minh kiểu là để mình à, dựa vào cái thông tin ban đầu thôi coi có giống à, với cái thông tin ban đầu thôi chứ còn à, cũng không có dựa vào hình để mà quyết định để mà kết luận nhưng mà gọi là để củng cố thêm cái à, thông tin đó vậy rồi ừ, à, để có gì chị nói mấy đứa con chị nó gửi hết dạ, dạ, cho em nha dạ dạ ok chị nha rồi. rồi rồi có ai báo gì hoặc là có ai lên tiếng thì em cho chị hay ừ. à, nếu mà có thông tin gì thì có ai báo tới Tuấn Vĩ thì chị xin hậu tạ 10 triệu dạ ok chị rồi hoặc là ở trong cộng đồng có ai thất lạc vào những năm đó thì nhờ những người xung quanh động viên dùng và báo dùng cho cái tin này ừ. à, nhờ cộng đồng cô bé cũng giúp đỡ cho chị có dạ, dạ. thông tin gì thì báo dùng cho Tuấn Vĩ Dạ, yeah. oh, ok chị nhé để em nắm được cái thông tin à. cơ bản rồi. Có ai à. báo gì thì em em cho chị hay. Ừ. Rồi chào ừ. em. Chúc yeah, dạ, em gia đình em luôn mạnh khỏe. Dạ yeah, <laughs> dạ, ok chị. À. Bye à, bye cảm ơn nhiều. Dạ. Yeah. Chị ngồi dây lui cho em một chút xíu Đúng rồi, vừa vừa thôi. Vừa vừa thôi, xích lại gần chút xíu đúng rồi để em chụp tấm hình. Ừ. Rồi được rồi chị nha. Rồi chào chị. Dạ yeah, bye bye. Rồi chào Dạ dạ dạ. Rồi anh cho em biết tên của anh ạ. À. Tên thật là Dương Bá Tài. À, Dương Bá Tài. Anh Tài là sinh năm mấy? Sinh năm 1968. À, 68. Rồi, anh Tài hiện tại là ở tỉnh Thành nào? Hiện giờ ở tại thành phố Bạc Liêu. À, Bạc Liêu. Rồi, hôm nay anh Tài kết nối là để kiếm ai hát Kiếm người mẹ. À, mẹ của anh tên gì và sinh năm mấy? Mẹ thì hôm qua mới hỏi người cha lại thì mẹ tên là Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1950 à 1950 và quê quán ở đâu? thì trước đó nghe nói là quê quán ở biển Thủ Thừa vậy thôi. à Thủ Thừa Long An, tỉnh đó, Long An. Ha. Ừ. Ừ. rồi vậy thì uh, cái câu chuyện của anh với mẹ thất lạc nhau rằng sao anh kể em nghe? cái thất lạc là nghe ba kể lại là khi mà bà nội với ba ở bạc liêu lên vũng tàu để tìm kế sinh nhai á thì giữa đó thì khi lần thời gian lên chảnh thì ba mới gặp mà quen với người mẹ khi quen mẹ thì giữa hai bên bà ngoại và là nội đồng ý cho hai người kết hợp nó khi kết hợp thì thành vợ chồng thì khi ba mẹ thì đã trong một thời gian mẹ đã có thai có thai tài á thì ở bạc liêu á thì họ nói cái nhà đã cho thuê đi bây giờ ta nghĩ thuê người ta đòi trả lại thì bà nội mới kêu là ba với mẹ phải về bạc liêu ở ừ. thì khi bà ngoại hay cái tin rằng là nếu cho mẹ đi thì bà ngoại không cho đi dạ vì anh ơi, anh ơi gia tài. Em, em xin lỗi anh chút xíu ha à, cái máy mình đã đặt thấp rồi mà anh bây giờ ngước mặt lên trời dễ là thấy cái lộ bụi không hà anh anh nhìn vô trong màn hình này dùng nhanh nha ừ, rồi anh kể dạ. tiếp đi anh. Ừ. thì như vậy là trong cái giai đoạn là bà ngoại nghe tin là mẹ thì định về bên chồng là ở bậc liêu thì trong khi đó thì bà ngoại bà phản đối vì bà có một đứa con gái thôi Dạ. bà không cho đi thì thật ra giữa cha mẹ thì không có xích mích nhưng cái gạn yeah. nứt là chỗ bà ngoại và ông già dạ yeah. thì từ do đó khi mà vừa sanh ra ngày thứ hai hay là ngày thứ ba gì đó thì bà ngoại mới gặp ba nói rằng là nếu mày không bắt con mày thì tao cho người ta ồ oh. thì từ do đó thì ba mới bắt về nuôi lại yeah. cho bà nội nuôi đó yeah. mm -hmm. thì có một câu nói bây giờ cũng lâu lắm rồi không nhớ bà nội hay ba nói bà nội thì đã mất lâu rồi nhưng mà có nhớ trong đầu hoài nói là khoảng bà nội nuôi khoảng 3 tháng thì người mẹ có đến thăm một lần đầu à. cũng như lần cuối là có thể là người mẹ biết tên yeah. biết tên của tài có thể thôi Dạ. Yeah. vậy vậy là vậy là ba đưa về cho bà nội ở dưới bạc liêu nuôi nuôi ở dưới bạc liêu còn mẹ thì ở vũng tàu và và nghe đâu Tại thì vì mẹ... giữa là hai người đó ừ. hồi đó là hai người đó là gặp nhau ở vũng tàu mà ở yeah. cái chỗ địa danh gọi là ngã tư bến đình dạ yeah. nhưng mà đại khái là khi mà bà nội nuôi ở dưới bạc liêu thì mẹ có xuống bạc liêu thăm một lần không có thể là trong thời gian đó chắc còn ở ngoài trên vũng tàu hay gì đó à à có khả năng à, là đó à ừ. vậy là bà nội có nghĩa là vậy là bà nội cũng có lên vũng tàu để nuôi anh và một cái địa điểm có, khác có, à, một nhà khác có, ừ đúng à có nghĩa là cũng hai nhà nhưng mà đều ở vùng tàu hết chứ không phải là đưa về dưới bạc liêu Đúng rồi À Vậy là mẹ có đến thăm Ở đó một lần Ờ Đó à, như là lần cuối À Rồi Vậy là ý anh là nói là Có thể mẹ biết được tên anh Là tên Tài ha Dạ Có thể dạ, dạ Vậy thì cái khi mà Mẹ sinh anh ra Thì được bao lâu Thì bà nội đưa về nuôi Và được khoảng Bao nhiêu tuổi Thì mẹ đến thăm Anh có nắm được không Không, không chính xác Chỉ cái nói là khoảng Ba tháng thôi À khoảng 3 Là 3 tháng người mẹ đã đến thăm Một lần đó như lần cuối à đến thăm xong rồi biệt tích từ đó luôn dạ rồi về bạc liêu cũng như là rủ nhau về bạc liêu ở luôn ừ. rủ nhau về bạc liêu có nghĩa là là ai ai về bạc có liêu có nghĩa là hai là bà nội với ông già ẩm ừ. à, đứa con đó là về bạc liêu à? rồi ẩm cháu bà ngoại ẩm ảm... bà nội bà nội với bà ngoại bà nội ẩm ừ. ừ, cháu về Bạc Liêu sinh sống luôn Vậy thì cái thân nhân bên mẹ là Nguyễn Thị Phương à, Thì có ai khác anh có nắm được không? Đã nghe lời ba nói thì trong cái thông tin đưa cho tướng vĩ là đó là thông tin là bệnh viện như vậy thôi đó dạ yeah. nhưng mà cái thông tin đó thì nó nằm trong zalo chỉ có một mình em biết thôi chứ cộng đồng họ không biết vì vậy cho nên là anh có biết và anh có nhớ thì anh nêu ra dùm em tại là làm... vì ngày hôm qua là ừ. ông già thì nó nó thật ra ông già ông đã tu là bốn mấy năm mươi năm rồi dạ yeah. nó ông không còn nhớ nữa nhưng mà ngày hôm qua cũng là cũng là cái duyên gặp ông, ông già đến thăm á dạ rồi mới hỏi rồi ừ đúng ra thì vợ um, mới nói là à, thôi chuyện cũ qua rồi anh bây giờ mình 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 cũng phải chấp nhận với cuộc sống hiện tại và à, mình cũng cung cấp thông tin đó anh thì à, anh anh sáng nói là, là... là nói cho ba tôi nghe là tôi hay khóc khóc nhớ mẹ, dạ. ừ. Thì Hôm qua ba cũng khóc. Thì hôm qua tôi nghe là mới nói tôi nghe là tôi còn một người gì ba là tên tên là Nguyễn Thị Sương. À Nguyễn Thị Sương là em của mẹ hả? Em của mẹ. À Nguyễn là Thị khoảng sáu mươi sáu mươi bảy tuổi vậy đó. À. Còn yeah. người cậu là tên Nguyễn Văn Sơn là khoảng lâu 64 gì đó. À. Yeah. Nó là người cậu đó, là như rồi sau này bà ngoại á mới ở với bà ngoại tên là Nguyễn Thị Ngãi hoặc là Ngài. À. Yeah. Nó thì ở có một ngoại sao ở có một người con trai. Nó thì năm nay cũng, cũng tuổi là cũng cũng 50 ngoài rồi. À. Yeah. Cũng nó cũng năm khoảng 58 59 gì đó. Yeah. Nó làm ông già, ông nói lại là như vậy. Dạ. <laughs> yeah. Và quê quán của cô Sương và và cậu Sơn, à, dì Sương và cậu Sơn thì ở đâu anh hả? Chung một cái gia đình là nghe nói là, nói tóm lại là, là nghe mẹ nói lại là, là ở thủ thừa vậy thôi. Nói thủ thừa đi vô, nói vậy đó. Mm. Mà không biết xã nào. À, vậy là thuộc Long An anh ha? Dạ. Yeah. Ừ, thuộc Long An. Rồi vậy ngoài ra nữa thì có có nghe ba kể gì thêm được không? cũng không nghe nhiều yeah, vậy là cũng... yeah, em xin lỗi vậy là ba có kể lại rằng là bà ngoại tên là nguyễn thị Ngải hoặc là ngài à, Ngải yeah. hoặc là ngài và có có được ba người con tên là nguyễn thị à, phương là mẹ của anh à, đúng rồi ngoài ra nữa thì có gì sương đường ừ. nguyễn thị dạ, sương người cậu tên sơn rồi và có người cậu tên sơn à. Sao ở ông ngoại sao có một người con trai nữa à ở với ông ngoại sau này còn có thêm một người nữa tức là tổng cộng là bốn chị em hết. Ừ. Ừ. Yeah, vậy thì uh, thật sự là nếu mà người trong gia đình nghe được thì chắc chắn là sẽ nhận ra liền. À, bởi vì yeah. có có những người liên quan đó. còn đối với cộng đồng thì cũng hy vọng là có những người hàng xóm, có những người hàng xóm và nghe được câu chuyện này thì mong cô chú anh chị trên cộng đồng nhiệt tình đến uh, báo tin dùm thì anh anh cũng rất là tha thiết để kiếm lại mẹ và bên ngoại dạ ok anh thì em có nắm được thông tin cơ bản như vậy rồi thì để em cập nhật lên rồi có ai báo gì thì em sẽ cho anh hay nha à, thì cũng nói tướng dĩ rằng nếu mà tìm được người mẹ thì tôi sẽ hậu tạ cho 15 triệu dạ. nói cho cái người tìm được mà mẹ của tôi Dạ. <laughs> rồi em sẽ ghi nhận cái việc này thì À, có thông tin gì em sẽ báo cho anh hay nhanh nha. Dạ. Yeah. Ừ, rồi vậy chào anh ha. Dạ cũng cảm dạ, ơn dạ. tuấn dĩ nhiều. Không? Dạ, dạ 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 ok bye, bye anh. Dạ. Dạ dạ.